Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một con tem trên phần mềm Bartender. Rồi đầu tiên các bạn mở phần mềm Bartender. Ở bài video trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt phần mềm Bartender 10.0. Mở chọn file, bật chế new, rồi bật chọn net. Thì đây là mình, lúc này mình chọn dòng máy in tem X-Presenter XB350B, mình chọn Felix luôn. Rồi, tại vì đầu tiên các bạn thấy mặc định ở trên khúc ngang này nó sẽ là phần in. Bây giờ mình sẽ vào view, view option, diagonal setting, các bạn vào phần OLED đây, bạn chọn mm cho mình, chọn OK. À, bạn thấy không, bây giờ nó sang phần mm. Rồi bây giờ bạn bấm thẳng vào số đoạn khổ đây. Rồi bây giờ các bạn muốn tạo, dù các bạn muốn tạo khổ 35 x 22 hai hàng, các bạn chọn 35 x 22 thì các bạn để 70. Rồi đây 22, nhập phần layer thì cái này mình sẽ chọn là hai cột một hàng. Rồi phần nét bên trái á, này trái chọn không cho mình, bên này phải bạn chọn không cho mình. Rồi đấy, bên này bên sáp này thì các bạn chọn cái độ của giấy, ví dụ là cái này vuông, đây hình vát này, đây elip này. Đó, mình thì mình để chọn dòng này tùy các bạn nhé. Đó, bạn theo chọn OK. Đó, chưa, rồi bây giờ các bạn tạo đây chữ đây phần A, phần test đây, các bạn bấm đây single line thì là viết chữ một hàng, multi line các bạn có thể là enter xuống hàng viết được nhiều chữ. Đây, mình hay sử dụng single line tùy theo các bạn thôi. Mình sử dụng single line. Đây, các bạn bấm thẳng vào đây. Rồi, đó. Rồi, các bạn làm đây. Phong bạn chọn Tahoma hoặc lưu tham cũng được các bạn, tùy các bạn. Để phần này là phần phong sai, để là in đậm in nghiêng. Rồi phong độ lớn 10. Rồi bên góc trái các bạn để ý phần này là mình muốn đoạn chữ này nằm ở giữa khi in một cái tem thì nó sẽ in ra giữa. Rồi, có nó. Đây. À. Rồi, đẹp ha. Rồi, đây là mình test văn bản. Nếu các bạn muốn in một cái thông số sản phẩm thì các bạn cứ thêm gì các bạn ghi vào đây. Rồi, ở đâu các bạn mà muốn có mã vạch, thông số có mã vạch thì bạn bấm đây. Các bạn chọn code 128 hoặc là N313, mình hay chọn code 128. Rồi bạn muốn thêm chữ SQLite
chọn này là giá đi. Không chọn tao hôm mai. Còn thêm bên nữa. Thêm chị A đây. Đơn giản các bạn ạ. Đây. Như vậy mình đã xong một một con tem đó rồi các bạn ạ. Ctrl B các bạn bật, bật view lên rồi khi đến khúc này các bạn thì các bạn chọn dòng thứ hai Disable Quang Linh đây và nhớ nhá. Vì chỗ này là nó sẽ khi mà các bạn in phông thì nó sẽ không bị lỗi phông, nếu các bạn ở đây sẽ bị lỗi, các bạn chọn dòng disable cho mình rồi các bạn bị đó đây ha đó đây còn tem đây đó rồi. À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối dữ liệu từ file Excel vào phần mềm Blender. Đầu tiên các bạn sẽ tạo rồi đây đây các bạn cần mã hàng đây các bạn thấy mã hàng đây số tự mã hàng số tự các bạn có thể là không cần được mà bạn cần mã hàng bên dòng này bên tên hàng bây giờ dòng này là dòng giá bán các bạn lưu ý phần giá bán mình sẽ chọn phần test rồi các bạn bộ đây các bạn chọn đây các bạn chọn dòng test đây đó test bạn nhớ nhá test đó. Số lượng này là số lượng in các bạn ví dụ cái quần jean này số lượng in cái tờ quần jean này là 4 rồi quần kaki này là 6 áo thun ngắn tay là 2 áo khoác là 8 đây các bạn chỉ cần mã hàng tên hàng giá bán số lượng là số lượng in từng con tem đấy các bạn muốn in con tem của con jean ra mấy con thì các bạn đánh vào mình bốn mình chỉ chọn cái con jean thì mình ra là bốn con tem thôi đó. Khi các bạn tạo xong các bạn lưu lại à. Đây mình để ở phần máy desktop đây mình test rồi các bạn tắt cái file Excel đi rồi các bạn vào phần database collector setup
rồi ở thanh menu các bạn bấm vào, các bạn chọn nét, các bạn chọn Microsoft Excel, bạn chọn nét, rồi các bạn chọn vào giao để mở cái tìm cái đường dẫn, các bạn lưu đây file test đây, open, rồi các bạn chọn nét, rồi thì nó xuất hiện ở bên cái tab này luôn, mình phải xóa đi cũng được, đây nó tab bên này, rồi bạn thêm vào, đó các bạn chọn Felix, các bạn chọn OK, rồi bây giờ tên hàng này các bạn nhấp thẳng chuột vào tên hàng, rồi các bạn ý xong đây, đây bạn bấm vào, các bạn chọn data view, bạn chọn nét, rồi các bạn dòng trên thì các bạn chọn tên hàng, rồi các bạn chọn Felix, các bạn chọn Club, đó quần jean các bạn thấy không? Đấy, mình muốn đổi dữ liệu thì file Excel các bạn tự tạo từng cái mã một như này, đây đến ma vạch, rồi các bạn chọn data field, các bạn chọn nét, rồi các bạn chọn mã hàng nha, đó các bạn chọn Felix, đó rồi đó, rồi giá tiền nó là feel net, phải lấy đó 150.000, rồi đó đó, rồi các bạn sẽ review con chuẩn B. Rồi. Các bạn chọn đây. Rồi các bạn chọn get dòng thứ hai. Rồi. Các bạn chọn OK. Đây các bạn chọn số lượng. Số lượng. Số lượng là in mấy tờ ấy các bạn. Rồi các bạn chọn OK. Rồi. Các bạn để ý nhé, cái dòng select G-Core này, các bạn bấm vào đây, đó đây là 1, 2, 3, 4 cái mã hàng mình đã tạo đó, các bạn thấy không, đây mã hàng tên hàng đó, mình muốn in cái tờ nào thì mình bấm đây, là mình đã chọn 4 rồi, mình không muốn in cái áo khoác, ví dụ mình không muốn in áo khoác mình bấm áo khoác thì không in đó. OK rồi mình bấm bài review. À, bạn thấy không? Đó, quần jean 4 đúng không? Đó, 4 này. 22 2 này. 3 quần kaki, à. Bộ quần kaki có cái 6 mà, đúng không? Đó. Áo thun ngắn tay. Đó. Đó. Rồi. Một rất là khá đơn giản các bạn nhé. Đó. Ví dụ các bạn muốn thêm một mặt hàng nào thì các bạn cứ bấm thêm thôi. Bấm thêm vào đây. Đó, ví dụ bên số lượng thì các bạn muốn cái mặt hàng đó là in 10 cũng được. 10 tờ đó. 10. Đó. Mà thêm vào thì các bạn tắt cái file đó đi. Thì các bạn hãng mở phần mềm bartender lên. Đó. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.